Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Mới đây một video lan truyền nhanh chóng trên tiktok đã ghi lại cảnh một nhóm phụ nữ ăn mặc sang trọng đang áp dụng hình phạt bắn dây chun vào cổ tay. Một người được cho là xếp nữ vừa quát mắng đến lạc giọng, vừa bắn dây chun vào cổ tay nhân viên như một hình thức xử phạt trên sân khấu trước sự chứng kiến của đám đông, khiến cư dân mạng sôi lên giận dữ vì không chịu nổi hành vi xúc phạm này. Không chỉ sốc vì hành vi bạo lực trên, người xem clip còn không chấp nhận nổi những lời vị xếp nữ gào vào mặt nhân viên cũng như cách xưng hô của chị ta. Mày không xứng đáng là người đứng đầu, mày không nỗ lực. Tại sao đội nhóm của mày không trung thực, tại sao đội nhóm của mày đến giờ phút này vẫn chưa bùng nổ? Theo người quản lý, việc trải qua thử thách bị bắn dây chun vào tay sẽ giúp người tham gia có thêm nghị lực để vượt qua những khó khăn trong cuộc đời. Trong clip có thể thấy các cô gái bị búng chun đau đớn, gục xuống và khóc nức lên, nữ CEO cũng đã ôm nhân viên an ủi, khích lệ rồi đôi bên cùng khóc, phía dưới hội trường, các nhân viên khác cũng rơi nước mắt một nhân viên của hệ thống bán hàng trên tham gia trực tiếp trò chơi cho biết, bài học dành cho các nhân viên thông qua thử thách này là nhân viên làm sai thì thủ lĩnh phải chịu trách nhiệm và họ là người thiệt thòi nhiều nhất. Thông qua trải nghiệm này, cô cũng thấu hiểu được nỗi vất vả, trách nhiệm to lớn cùng những thiệt thòi mà cấp trên của mình phải gánh vác. Từ đó, cô và các đồng nghiệp ý thức được bản thân cần nỗ lực hơn trong công việc. Mình miễn nhiễm với mọi ý kiến tiêu cực nên không quan tâm lắm. Mỗi người đứng ở góc độ khác nhau sẽ có cái nhìn, đánh giá khác nhau. Cô gái được cho là có nhiều năm làm việc trong hệ thống bán hàng của thương hiệu này, từng tham gia nhiều buổi tập huấn tương tự. Từ. Cô từng trải nghiệm những thử thách khắc nghiệt hơn trò bán chun và cảm thấy chuyện đó hoàn toàn bình thường. Trước những phản ứng dữ dội của cư dân mạng, vị xếp nữ đã chia sẻ rằng những ai không tham dự chương trình sẽ không hiểu được bối cảnh và mục đích của trò chơi nhưng nhiều cư dân mạng cho rằng người không tham dự mới nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng của sự thao túng tâm lý, nên nhìn rõ hành động trên chính là sự bạo hành cả về thể chất lẫn tinh thần, là hạ nhục người khác, những người trong cuộc gọi đây là trò chơi, vậy là họ đã quá coi thường nhân phẩm con người. Dưới góc độ y khoa, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, phó chủ tịch Hội phẫu thuật lồng ngực và tim mạch thành phố Hồ Chí Minh đánh giá đây là thử thách mang tính chất bạo lực, liều lĩnh và tiềm ẩn nhiều mối nguy cho sức khỏe do vậy mọi người nên dừng thử thách này và tuyệt đối không nên bắt trước phó giáo sư hoài nam cho biết tại vị trí cổ tay có hai động mạch chính là động mạch quay và động mạch trụ việc dùng lực tác động liên tục vào vị trí cổ tay có thể gây ra chấn thương mạch máu từ đó có thể gây tắc mạch máu theo tôi đây là một hành động bạo lực và nên dừng lại bản thân người thực hiện và tham gia hành động này rất liều lĩnh vì họ không hiểu rõ những mối nguy cho sức khỏe phó giáo sư hoài nam nhắn nhủ Ngày 23 tháng 9, các lực lượng chức năng của Công an thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đang khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân gây cháy chùa Vạn Phật ở tổ 3, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku. Rất nhiều người thân cũng đến đây chờ tin tức cho cốt người thân đang gửi tại chùa. Bước đầu xác định vụ cháy đã lan ra nhiều gian phòng tại chùa Vạn Phật với diện tích khoảng 2.000m2, trong đó khu vực tránh điện bị thiệt hại nặng nề nhất. Hiện trường ngổn ngang với nhiều vật dụng đổ nát rơi vỡ. Theo nhận định ban đầu của cơ quan công an, vụ cháy có khả năng xuất phát do chập điện trong khu vực nhà kho của chùa. Đây là nơi có các thiết bị điện dễ dẫn đến sự cố. Các bức tường gạch tại đây cũng bị biến dạng lớn. Đáng chú ý, trong khoảng 3 năm trở lại đây, nhiều người dân đã mang cho cốt người thân tới gửi trong chùa thờ cúng. Khi xảy ra hỏa hoạn, khu vực để các hũ cho cốt đã bị ảnh hưởng nặng nề, khiến thân nhân của họ rất lo lắng. Bà Trần Thị Hát, chú thành phố Pleiku, liên tục khóc vì lo lắng cho trò cốt của người em trai đang gửi thờ cúng tại chùa. Theo bà Trần Thị Hát, trò cốt của người em trai được gửi vào chùa để thờ cúng khoảng 2 năm trước. Khi chùa bị cháy, có hũ trò cốt bị đổ vỡ, có cái bị cháy mất nhãn ghi tên nên giờ không biết tìm ra sao. Tương tự, một Phật tử trú tại thành phố Pleiku đề nghị giấu tên cũng bày tỏ lo lắng khi trò cốt của người cháu gửi vào chùa, không biết phải tìm thế nào. Người này nói, sau khi chùa bị cháy, Sư trụ trì có thông báo trên Zalo rằng ai có cho cốt của người thân gửi tại chùa thì đến kiểm tra, tôi rất lo lắng. Theo thông tin từ ban tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai, ngôi chùa Vạn Phật được thành lập năm 2018. Ngôi chùa do Đại đức Thích Đồng Giải, tức Phan Đức Thắng 46 tuổi, ủy viên dự khuyết Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam trụ trì. Đại đức Thích Đồng Giải cũng là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai. Ngày 24 tháng 9, Công an thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Vũ Trọng Đạt, 20 tuổi, chú huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước và Ngô Thế Quang, 20 tuổi, chú phường 10, thành phố Vũng Tàu về tội trộm cắp tài sản. Công an thành phố Vũng Tàu đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Trọng Đạt, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Thế Quang. Trước đó vào ngày 16 tháng 12 năm 2023, Vũ Trọng Đạt điều khiển xe mô tô mang biển số 72G1 283XX, chở theo Ngô Thế Quang đã vi phạm hành chính, bị lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Vũng Tàu lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ xe mô tô. Ngày 30 tháng 12 năm 2023, Quang cùng đạt đến đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Vũng Tàu để xử lý vi phạm hành chính, do không đáp ứng đủ yêu cầu thủ tục nên không được giải quyết. Sau đó, đạt rắt xe mô tô mang biển số 72G1283XX ra khu vực tạm giữ phương tiện vi phạm hành chính còn quang cảnh dưới dọn dẹp các xe xung quanh để đạt lấy xe mô tô xa trên đường di chuyển các đối tượng bị lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra phát hiện bắt giữ giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Vũng Tàu. Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa mở phiên sơ thẩm xét xử đối với các bị cáo Bùi Thị Thu Lan sinh năm 1990, Phu Cốc Heng sinh năm 1984, cùng chú thành phố Hồ Chí Minh, Huỳnh Vũ Bằng sinh năm 1978, chú tỉnh Sóc Trăng. Huỳnh Hữu Hận, sinh năm 1988, chú tỉnh Bạc Liêu, Đỗ Bách Chí, sinh năm 1999, chú tỉnh Quảng Nam và Nguyễn Thành Long, sinh năm 1996, chú tỉnh Bình Định, do có hành vi giúp sức người khác chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Theo nội dung cáo trạng Cuối tháng 5 năm 2020, ông THC và bà DT Th, chú tỉnh Quảng Nam, nhận được cuộc điện thoại của nhóm đối tượng tự xưng cán bộ đang công tác tại Bộ Công an, thông báo việc ông C và bà Thờ có liên quan đến vụ án mua bán trái phép chất ma túy, rửa tiền. Các đối tượng yêu cầu ông C, bà Thờ đăng ký dịch vụ Internet Banking, cung cấp mật khẩu, mã OTP tài khoản ngân hàng để đối tượng kiểm tra. Thông qua đó, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt của ông C 8 tỷ đồng và bà Thờ 2,1 tỷ đồng. Kết quả điều tra xác định, đối tượng tên Long, trú tại Malaysia, chủ mưu, cầu kết với nhóm đối tượng ở Việt Nam gồm Bùi Thị Thu Lan, Phu Cốc Hàng, Huỳnh Vũ Bằng, Huỳnh Hữu Hận, Đỗ Bách Trí và Nguyễn Thành Long để thực hiện hành vi lừa đảo. Cụ thể, năm 2019, Long yêu cầu Lan và Phu Cốc Hàng về Việt Nam thuê mua tổng cộng 35 tài khoản ngân hàng của các đối tượng Huỳnh Vũ Bằng, Huỳnh hữu hận rồi giao cho Long quản lý, sử dụng nhận và chuyển tiền từ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người bị hại để hưởng lợi số tiền khoảng 100 triệu đồng. Số tiền 10,1 tỷ đồng của ông Dê và bà Thờ bị nhóm đối tượng chiếm đoạt, sau đó chuyển đến các tài khoản ngân hàng do Lan, Phù Cốc Heng mua thuê giao cho Long. Băng và Hận dùng hình ảnh của mình để thay đổi ảnh trên chứng minh nhân dân của nhiều người để mở 35 tài khoản giao cho Bùi Thị Thu Lan và hưởng lợi 24,5 triệu đồng. Khi thực hiện giao dịch mua bán USDT với số tiền Việt Nam hơn 7,1 tỷ đồng cho nhóm đối tượng do Long cầm đầu, Chí và Long biết được nguồn tiền mua USDT là do phạm tội lừa đảo mà có, nhưng vì mục đích hưởng lợi từ giao dịch này quá lớn nên cả hai vẫn thực hiện. Chí hưởng lợi 44,2 triệu đồng, Long hưởng lợi hơn 13,4 triệu đồng. Qua xem xét hồ sơ vụ án, hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Thu Lan 12 năm 4 tháng tù. Trước đó, Lan còn lãnh 26,5 năm tù về tội rửa tiền. Bị cáo Phu Cốc Hàng bị tuyên 10 năm tù, Huỳnh Vũ Bằng bị tuyên 2 năm 10 tháng tù và Huỳnh Hữu Hận bị tuyên 2 năm tù. Vừa qua, Tòa Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm giai đoạn 2. Vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tức tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SCB tức ngân hàng SCB với phần xét hỏi các bị cáo theo cáo trạng bị cáo Trương Mỹ Lan cựu chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát là người chi phối, điều hành, chỉ đạo quyết định mọi hoạt động của tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các pháp nhân thuộc tập đoàn là người đưa ra chủ trương và chỉ đạo phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Tại phiên tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày không có ý kiến gì về nội dung của cáo trạng vì bản thân bị cáo tôn trọng cáo trạng. Tuy nhiên bị cáo Trương Mỹ Lan khẳng định không biết gì liên quan đến trái phiếu, không liên quan đến việc phát hành trái phiếu và bản thân rất sợ làm chứng khoán. Bên cạnh đó, tập đoàn Vạn Thịnh Phát có tài chính vững chắc, không có nhu cầu lấy tiền của dân hay niêm yết giá chứng khoán. Bị cáo Trương Mỹ Lan kính xin hội đồng xét xử xem xét thấu đáo nguyên nhân, bối cảnh, động cơ phát hành trái phiếu vì lý do gì. Bị cáo Trương Mỹ Lan khai từng quản lý điều hành hai công ty là tập đoàn Vạn Thịnh Phát, thành lập năm 1992, phát triển về bất động sản nơi bị cáo sở hữu 60% cổ phần và giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị. Ngoài ra, bị cáo Trương Mỹ Lan cũng điều hành công ty đầu tư tập đoàn Vạn Thịnh Phát do Ngô Thanh Nhã, em dâu của bị cáo Trương Mỹ Lan đứng tên đại diện pháp luật, chuyên đầu tư các dự án hoạt động tài chính. Bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết, hai công ty trên đến nay không kinh doanh mảng tài chính ngân hàng và không có nhu cầu phát hành trái phiếu. Bị cáo cũng chưa bao giờ cử ai từ hai công ty này làm việc tại ngân hàng SCB về cáo buộc chỉ đạo chủ trương phát hành trái phiếu cho cấp dưới. Bị cáo Trương Mỹ Lan khai, năm 2018, Nguyễn Phương Hồng, cựu phó tổng giám đốc ngân hàng SCB đã chết, thường than thở với bị cáo về vấn đề SCB lâm vào bế tắc do thường xuyên bị thanh kiểm tra. Từ đây, Nguyễn Phương Hồng ngỏ ý muốn mượn các công ty tốt của tập đoàn Vạn Thịnh Phát để phát hành trái phiếu. Theo bị cáo Trương Mỹ Lan, khi đó bị cáo nghĩ nếu không cho SCB mượn công ty thì ngân hàng có thể bị sụp đổ nên bị cáo mới cho mượn công ty, còn bị cáo không liên quan đến trái phiếu mà toàn bộ chủ ý là của Nguyễn Phương Hồng. Về cáo buộc Trương Mỹ Lan tranh thủ thời gian khi dùng bữa trưa với các đồng phạm, bao gồm bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc ngân hàng SCB, để ra chủ trương phát hành trái phiếu, huy động nguồn tiền cho hoạt động của ngân hàng SCB, bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết, thời gian trong năm bị cáo chủ yếu ở nước ngoài, ít ở Việt Nam, nên khi rảnh thường mời Võ Tấn Hoàng Văn, Nguyễn Phương Hồng, Hồ Bửu Phương, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt (TVSI), cựu phó tổng giám đốc phụ trách tài chính tập đoàn Vạn Thịnh Phát ăn trưa theo bị cáo Trương Mỹ Lan, nội dung trao đổi giữa các bị cáo trong bữa trưa chỉ xoay quanh vấn đề niêm yết tập đoàn Vạn Thịnh Phát chứ không phải phát hành trái phiếu. Nguyễn Phương Hồng sau đó có đề cập câu chuyện mượn công ty để phát hành trái phiếu, nhưng đó là chủ trương của SCB. Lúc này, bị cáo Trương Mỹ Lan có hỏi, cho mượn công ty có sao không? Thì anh em nói rằng không sao đâu, nên bị cáo mới cho mượn công ty để phát hành trái phiếu. Bị cáo Lan khẳng định lại chủ trương phát hành là của ngân hàng SCB. Trả lời hội đồng xét xử về việc sử dụng dòng tiền trong gói trái phiếu của công ty An Đông, Trương Mỹ Lan cho rằng bản thân không biết gì về việc sử dụng dòng tiền trái phiếu này bởi tập đoàn Vạn Thịnh Phát khi đó có đủ khả năng để phát hành trái phiếu nhưng bị cáo không làm. Ngoài ra bị cáo Lan còn cho rằng khi ấy người nhà của bị cáo cũng là bị hại trong trái phiếu An Đông. Theo bị cáo Lan, những tài sản thu từ phát hành trái phiếu của công ty An Đông đều do ngân hàng SCB nắm giữ.